hãng sơn thời trang đa dụng, tức là nó không chỉ có thể sửa chữa được những đồ da cũ bị nứt nẻ, bị bạc màu, mà nó có thể làm đẹp, đổi màu theo trend, theo yêu cầu của khách hàng, và từ đó có thể cá nhân hóa trên đa chất liệu. Thì với mục đích đó là giúp khách hàng theo mô hình là pay to earn, là tiết kiệm hơn trong quá trình sử dụng, kéo dài cái mức độ, cái tuổi thọ của các sản phẩm ra, và từ đó bảo vệ môi trường. Thì với tầm nhìn là trở thành một master fashion color pants, tụi em tập trung vào ba thị trường chính. Thứ nhất đó là thị trường vẽ mỹ thuật, hai là thị trường đồ da, và thị trường số móng tay. Nhưng mà ở trong khuôn khổ chương trình, tụi em sẽ xin phép được trình bày sâu hơn về thị trường mỹ thuật và thị trường đồ da, bởi vì tụi em có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thì thứ nhất á, tụi em nhận thấy là cái nhu cầu khách hàng đó là khi mà một món đồ da, tức là một đôi giày, một túi xách, một cái ghế sofa, khi mà nó bị nứt màu, nó bị bạc màu, khách hàng không biết là phải nên mua mới hay là nên giữ đó với cái sự khó chịu. Thì tụi em mới có một giải pháp, đó là tạo ra một bộ kit với cái độ chính xác màu lên tới 95% với chi phí chỉ bằng 15% với giá mua mới. Thì không chỉ là cái sơn đó nó có thể lên được trên da, nó có thể lên được trên vải và trên đế mềm của giày. Thì ngoài ra tụi em có hỗ trợ thêm một số bộ kit cho những người họ chưa thực sự tự tin với việc vẽ mỹ thuật và cũng như là sửa chữa tại nhà. Thì bên cạnh đó tụi em có máy pha màu tự động, là cái này là do bên tụi em tự R&D. Thì ngoài cái sản phẩm vật lý ra thì tụi em có những sản phẩm về mentor cho khách hàng, tức là nó có thể đáp ứng theo trend và khách hàng có thể thoải mái thỏa sức sáng tạo theo, ví dụ như theo cung màu sắc phù hợp với cung hoàng đạo của họ, ví dụ như thế. Dạ vâng. Thì do cái tính đa dụng đó thì Sơn Pekadika có 3 tập khách hàng chính, và tụi em đánh qua ba kênh. Nhưng mà ở đây em sẽ xin phép được trình bày sâu nhất về B2C, bởi vì nó là cái lõi của brand để giúp brand design nhất. Thì đó là bộ kit sửa chữa và vẽ tại nhà và khách hàng vẽ mỹ thuật. Thì từ tháng 10 năm 2020 cho tới tháng 5 năm 2021, tụi em bán được 1.500 chai màu, thì tương ứng với lại 7.500 đôi giày, được cho một cuộc hành trình mới và có thể tiếp tục kéo dài cái tuổi thọ của nó để phục vụ cho người chủ nhân của nó tốt hơn. Yeah. Thì cái chiến lược mà thâm nhập thị trường B2C của tụi em đó là tụi em tập trung vào đối tượng là nữ Gen Z, những người mà rất là thích về xu hướng thời trang. Thì hiện tại là tụi em đã xong cái khâu là hoàn thiện sản phẩm rồi, bắt đầu là cái giai đoạn là liên kết bán hàng, chủ yếu là Rock, Phễu và Shopee. Thì mong muốn là đạt được lợi nhuận cuối năm 2022 là 1 tỷ. Dạ vâng. Thì cái điểm khác biệt của Pekalika đó là tụi em phân phối màu bằng máy, tức là cái máy đó có công nghệ IoT trong đó. Tụi em đang on đi cái máy này ra, thì từ đó nó có thể tracking được nhu cầu của khách hàng, tức là khách hàng sử dụng bao nhiêu màu ra một ngày bao nhiêu, từ đó mình chăm sóc khách hàng tốt hơn. Thứ hai nữa là cho khách hàng refill màu. Thứ ba đó là tăng cái SKU đáng kể, nhưng mà nó không tăng quá nhiều về diện tích, từ đó nó giảm được cái phần mà logistics. Và hơn nữa là đó là khi mà mình có nhu cầu nhân rộng, khi mình scale lên thì nó cũng sẽ dễ dàng và gọn gàng hơn rất là nhiều. Để làm được cái câu chuyện này á, thì team em thì có em và Hy là co-founder, và tụi em có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là sản xuất, tân trang và sửa chữa giày dép. Thì bên cạnh đó có một bạn là trong team của em là partner, bạn rất là giỏi về IoT, cũng như bạn có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ấy. Và một người nữa là kỹ sư cơ khí, tay nghề bậc 7 của cảng Ba Son ngày xưa. Thì đó là ba của em. Dạ, ông có 20 năm kinh nghiệm. Thì khi mà 4 người ngồi chung lại với nhau á, với một mong muốn đó là làm sao để sản phẩm Việt Nam mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm nước ngoài ngay trên sân nhà của mình. Dạ vâng. Thì bên cạnh đó em có các đối tác rất là thân thiết, đó là các brand spa, sửa chữa đồ thời trang, cũng như là các bên họ bán giày. Thì em mong muốn là có thể bán hàng thông qua mô hình dropshipping qua cái bộ CRM của họ. Thì đây là cái lộ trình phát triển của tụi em ạ. Thì em mong muốn là sau 5 năm tụi em có thể bán được ở thị trường Bắc Mỹ, vì đây là một thị trường rất là lớn. Thì trong những năm đó tụi em sẽ phải xây dựng cái đội ngũ cốt lõi nè, cái setup nhà máy nè, và xây dựng cái hệ sinh thái làm sao để có thể chăm sóc được khách hàng B2B và B2C của mình nó tốt nhất. Thì đây là hết phần trình bày của tụi em. Thì hiện tại là Pekalika đang có combo mua 3 tặng 1 chỉ trong ngày hôm nay nha mọi người. Mọi người cứ để số điện thoại vào trong livestream thì tụi em sẽ chủ động liên hệ với mọi người. Dạ rồi, phần trình bày của em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phần trình bày hết sức ấn tượng vừa rồi của nhóm CRC 007. Sẵn tiện là mình sale luôn ạ. Rồi dạ. Bây giờ xin mời 5 phút trả lời câu hỏi từ ban giám khảo ạ. Vâng, xin mời các vị ban giám khảo chúng ta đặt câu hỏi dành cho nhóm ạ. Dạ vâng, chắc em chuyển qua cái slide bên Zoom nha. Dạ rồi ạ. Dạ rồi. Chào em. Theo chị biết là hiện tại có sơn là Angelus có thể sử dụng được đối với nhiều dòng sản phẩm như là giày, túi xách, ba lô, đồng hồ.
cùng trên các bề mặt vật liệu khác nhau thì giá bán của bên em đang thấp hơn họ rất là nhiều. Thì tuy nhiên công nghệ của em có gì khác biệt với những dòng sơn đang có trên thị trường không, hoặc là để thuyết phục được khách hàng sử dụng sản phẩm của em và có thể cạnh tranh được với dòng sơn này chẳng hạn? Dạ vâng, thì em rất là bất ngờ khi mà có giám khảo biết về Angelus là cái thị trường nhỏ này của tụi em. Thì tụi em có một cái cơ hội rất là lớn là sau khi dịch thì tụi em đoán là cái giá mà từ nhập từ nước ngoài về á nó sẽ rất là cao. Thì đây là một cái cơ hội cho thị trường trong nước và thị trường nước ngoài khi mình đem đi xuất khẩu. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, đó là sau một năm mà tụi em bán hàng á, tụi em đã chiếm được thị phần của Angelus khá rất là nhiều, và đa số là B2B. Nhưng chị biết là các spa mà sửa chữa đồ thời trang bình thường á, thì khi mà họ muốn được cái chi phí thấp nhất và cái chất lượng nó phải ngang, ít nhất là phải ngang bằng, rất là khó khăn. Rồi tụi em mất một năm để cải thiện sản phẩm. Dạ vâng. Thì với giá bán đó, với cái chất lượng đó thì tụi em đã được chứng minh. Và hơn nữa, như em đang ban nãy em có trình bày á, thì về cái công nghệ IoT mà tụi em đang phát triển thì nó sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm màu hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Thì đó là những cái yếu tố mà tụi em có thể cạnh tranh được. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Chào Hiếu, chị có một câu hỏi chút xíu là lúc phần đầu em có chia sẻ về cái mô hình em đang xây dựng là pay to earn. Dạ vâng. Suốt phần trình bày của em chị cũng không hiểu là pay to earn nghĩa là gì, em có thể giải thích thêm một chút. Với câu hỏi thứ hai nữa là nó cũng liên quan về cái phần cạnh tranh, cái lợi thế cạnh tranh mà Hà mới vừa hỏi là cái công nghệ của em bảo là dùng IoT nhưng chị vẫn chưa hình dung ra là IoT thực tế nó như thế nào, tại vì nói IoT chung chung thì ai cũng chả làm được hết. Với cả cái máy pha màu của em hiện tại nó vẫn còn trong quá trình R&D thôi. Thì nó có một cái gì nó đã solid chưa? Em có thể chia sẻ thêm là cái lợi thế cạnh tranh về mặt công nghệ có thể cạnh tranh lâu dài của em. Dạ vâng. Dạ chị đợi em nốt một xíu thôi nha chị. Ừ. Dạ rồi, ok. Em nói từng phần là về phần pay to earn trước. Ừ. Tức là bây giờ khi mà khách hàng có những cái khi mà sản phẩm họ sử dụng á, nó sẽ có những cái bệnh khi mà trong quá trình sử dụng, ví dụ là xước màu nè, xuống màu nè, rồi nó chưa có phải là chóc da hay là gì hết. Dạ vâng. Thì thường thường khách hàng ok bây giờ một đôi giày 500 ngàn thì những cái vấn đề đó thì tôi có nên mua một đôi giày mới hay không? Thì bây giờ với giá là một bộ kit như vậy thì dưới 100 ngàn thì em nghĩ là vẫn có thể giúp khách hàng kéo dài cái tuổi thọ của đôi giày đó ra. Hai nữa là có thể đổi màu cho cái đôi giày đó theo trend. Dạ, tại vì cái bộ data màu tụi em cập nhật theo hàng tuần. Dạ vâng. Rồi còn thứ hai là về yếu tố công nghệ. Thì hiện tại là tụi em đã xong luôn cả cái phần thiết kế, phần cứng rồi và phần mềm. Thì chỉ cần sau dịch là tụi em có thể đem, tại vì hiện tại là do dịch nên là tụi em chưa có mua vật tư và tụi em ráp cái máy ra được, thì cái công đoạn đó em chỉ cần mất một tháng là tụi em đã làm xong. Dạ vâng. Thì IoT ở đây tức là khi mà chị có để ý là khi mà những cái sản màu bên ngoài thị trường á, họ ví dụ có 10 cái SKU thì một từng SKU một họ phải trưng rất là nhiều cái số lượng mà màu từng cái khác nhau như vậy, thì bây giờ chỉ cần một màu, một cái máy như thế, tụi em cập nhật qua internet data màu từng tháng ấy, từng tuần, thì khách hàng có thể chọn màu mà họ thích theo từng size nhất định luôn. Dạ vâng. Thì cái cách mà tụi em tracking là tracking và cập nhật là như vậy. Dạ, đó là công nghệ IoT mà tụi em đang làm. Ok, cảm ơn em. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Chào em, anh Thuận. Dạ vâng, chào anh. Ừ, anh hỏi là hồi nãy em có đề cập là em bán được 7.500 chai màu rồi đúng không? Dạ, 1.500 chai màu tương ứng với lại 7.500 đôi giày được sửa chữa. À, 1.500 chai màu, 7.500 đôi giày. Ok, cái này là mình bán trong bao lâu em? Dạ, tụi em bán từ tháng 10 cho tới tháng 5. Rồi nó chỉ qua cái trang là trang cá nhân của em thôi. Em tháng 10 là tháng 10 năm ngoái này đó hả? Dạ vâng. Của năm 2020 hả? Dạ vâng ạ. Ok, và bán đến tháng 5. Tháng 5 là dính dịch hay sao? Dạ, thứ nhất là dính dịch. Thứ hai nữa là tụi em muốn cải tiến nó tốt hơn. Dạ. Tại vì là tụi em ngay cái công thức mà sản xuất màu, cái công nghệ mà làm ra cái những cái máy để mà sản xuất màu thì là do bên tụi em làm chứ không có outsource bên nào cả. Dạ vâng. Theo em thì cái challenge lớn nhất của cái business này là cái gì? Dạ, cái challenge mà em thấy được cái trước mắt đó là cái thị trường retail nó đang gặp một vấn đề rất là căng thẳng. Cho nên là cái việc mà họ làm đẹp hay là những cái mà đồ xa xỉ đó, nó sẽ phải giảm đi rất là nhiều. Vì do là khách hàng của em đang gặp cho nên là em biết họ đang bị cái đó. Nhưng có một cái đó là nếu mà mình giải quyết được cái như hồi nãy em có nói với chị là pay to earn, nếu mà họ chi ra một số tiền để có mua được cái màu của bên tụi em sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Thứ hai nữa, nếu mà có công nghệ pha màu, tại vì màu hồng thì nó có rất là nhiều tông, nếu mà phải ngồi pha màu từng phần như vậy rất là khó và rất là không có tiết kiệm. Dạ. Dạ vâng, đã hết thời gian cho phần trả lời câu hỏi của Bekalika. Rất cảm ơn những nhận xét. Rất cảm ơn những nhận xét của quý vị ban giám khảo cũng như phần trình bày của nhóm.